Phần thứ nhất, tạo dựng. Từ thuở ban sơ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên bầu trời, trái đất, mặt trời, mặt trăng cùng muôn tinh tú. Người đã dựng nên núi cao, biển rộng, sông dài. Người cũng dựng nên chim trời, cá biển cùng các loài thảo mộc xinh tươi. Sau khi hoàn thành mọi kỳ công tạo dựng đất trời và vạn vật, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh người. Con người đầu tiên đó là Adam và Eva. Chào đời, mùa xuân về trái gió, có ánh sáng che phủ bóng đêm, có ánh sáng che phủ bóng đêm. Muôn hoa tươi cười đang bay gọi trần gian, thiết tha niềm hy vọng cho ngày mai tươi sáng, sáng tình thương, sáng tình thương, sáng tình thương, sáng tình thương. Chú chào đời, mùa xuân về khởi sắc, nắng đã vô cho rừng lắng xanh, nắng đã vô cho rừng lắng xanh. Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người trải rộng trên từng trang sử mới, mãi ngàn năm là vẫn nguyên hình. Cùng với vợ mình một ngày kia hẹn hò nhau đi hái lộc trường sinh. Chào đời, mùa xuân về trái gió, có ánh sáng che phủ bóng đêm, có ánh sáng che phủ bóng đêm. Muôn hoa tươi cười đang bay gọi trần gian, thiết tha niềm hy vọng cho ngày mai tươi sáng, sáng tình thương, sáng tình thương, sáng tình thương, sáng tình thương. Người cùng với vợ mình một ngày kia hẹn hò nhau đi hái lộc trường sinh. Vũ trụ chào đời, mùa xuân về khởi sắc, nắng đã vô cho rừng.
trường sinh, bước chân người trải rộng trên từng trang sử mới. Mãi ngàn năm là vẫn nguyên hình, mãi ngàn năm là vẫn nguyên hình. Có bước chân người đi hái lộc trường sinh, bước chân người trải rộng trên từng trang sử mới. Mãi ngàn năm là vẫn nguyên hình. Phần thứ hai, nguyên tổ xa ngã. Thế rồi, bản hoan ca phụng thờ của con người và muôn loài thụ tạo ở chốn địa đàng xưa, tưởng như là bất tận ấy, đã mau chóng bị ngắt quãng, mà nguyên nhân lại phát xuất từ tận đáy lòng của con người, loài tạo vật tuyệt vời nhất của đấng tạo hóa. Tâm trạng tò mò nảy sinh ước vọng đã đưa hai người dần dần bước đến bên cây trái cấm. Con rắn hiện thân cho ma quỷ thâm độc đã mau mắn nhận ra điều đó. Nó dùng lời ngon ngọt để đưa nguyên tổ loài người sa vào cạm bẫy của nó. Bởi thái độ kiêu ngạo, bất tuân lời Chúa, muốn vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của đấng đã tạo nên mình, ông bà đã phạm tội. Thiếu nữ xinh đẹp ơi, nhìn xem quả cây mới ngon làm sao. Quả này ngon thật, nhưng biết làm sao, Thiên Chúa đã cấm chúng ta ăn rồi. Sao? Thiên Chúa cấm các ngươi ăn mọi trái cây trong vườn ư? Ồ không, mọi trái cây trong vườn đều được ăn, chỉ trừ cây biết thiện ác giữa vườn là không được ăn. Ngày nào chúng tôi ăn là chúng tôi sẽ phải chết. Làm gì có chuyện đó, chẳng chết chóc gì đâu. Chẳng qua Thiên Chúa sợ ngày các ngươi ăn trái cây này, các ngươi sẽ thông minh, sáng láng bằng Thiên Chúa, biết cả thiện ác. Thảo nào, các ngươi thử xem. Nhưng mà đừng có nhân gì hết. Thời cơ có một không hai. Nhanh lên, kẹo Thiên Chúa sắp dạo qua đây rồi. Hái đi, ăn đi. Ngon tuyệt, anh ăn thử coi. Không đâu, đây là trái Chúa cấm, chúng ta không được ăn. Ngày nào chúng ta ăn, chúng ta sẽ phải chết. Không sao đâu, ăn vào chúng mình sẽ được khôn ngoan, toàn năng như Thiên Chúa đó. Thùng xiết bao ẩn mình lầm lũi, rồi chiều về tiếng Chúa gọi gần xa. Adam, Adam, ngươi đang ở đâu? Lạy Chúa, lạy Chúa, con đây, con đang ở đây. Thế Eva, bạn ngươi đâu? Dạ, lạy Chúa, con đang ở đây, con đang ở trong bụi rậm đây. Tại sao ngươi lại phải chui rúc vào bụi cây? Lạy Chúa, chúng con sợ, chúng con xấu hổ lắm, vì chúng con trần truồng. Ai đã chỉ cho các ngươi biết là các ngươi trần truồng? Há chẳng phải là vì các ngươi đã ăn trái cây ta đã cấm các ngươi không được ăn ư? Chính Eva, người phụ nữ mà Chúa cho làm bạn với con, nàng đã hái ăn và chia cho con, và con đã ăn. Eva, sao ngươi lại làm thế? Lạy Chúa, chính con rắn quỷ quyệt kia
để lừa dối phỉnh gạt con? Bởi vì các ngươi đã bất tuân lệ ta truyền. Từ đây hỡi Adam, ngươi phải đổ mồ hôi, bới đất nhặt cỏ mới có mà ăn. Còn Eva, ta sẽ gia tăng nỗi khổ cho ngươi, ngươi sẽ phải mang nặng và đau đớn sinh con. Hỡi loài rắn quỷ quyệt kia, ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người ấy, và dòng dõi đó sẽ đạp nát đầu mi. Con trên thắt hiu buồn lên bỏ.